Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức mùng 5 Tết Tân Sửu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thị xã Mỹ Hào tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Năm Tân Sửu nói chuyện cơ giới hóa nông nghiệp. Tết đặc biệt ở làng xuất khẩu lao động Minh Tân. Từ ngày 29 đến mùng 5 Tết trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 2 người, bị thương 1 người. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, chiều ngày 15 tháng 2, sau cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp về triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Văn nhấn mạnh việc ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay là hết sức cấp bách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã thực hiện ngay việc đóng cửa các di tích, dừng hoạt động lễ hội, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đối với ngành giáo dục, tiếp tục cho học sinh dừng tới trường và tổ chức dạy trực tuyến nhằm đảm bảo tinh thần dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Đối với người lao động tỉnh ngoài trở lại Hưng Yên làm việc sau Tết, giao ngành lao động thương binh và xã hội, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các địa phương ra soát và quản lý, tiến hành xét nghiệm để tránh dịch bệnh lây lan vào các doanh nghiệp và địa bàn tỉnh. Công nhân các tỉnh ngoài và các vùng dịch 100% phải được xét nghiệm. Tôi nói là 100% phải xét nghiệm mới được vào nhà máy. Cái này thì kinh phí là do nhà máy chịu. Vùng của chúng ta đang kiểm soát được thì không có vấn đề gì cả. Phải hiểu chứ không phải tất tật tật cả công nhân đều phải xét nghiệm. Khu công nghiệp thì có ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì có. Và các doanh nghiệp rời nhà thì các đồng chí trưởng ban chỉ đạo các huyện và các đồng chí chỉ huyện phải nghiêm túc chỉ đạo cái này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành y tế nâng cao năng lực xét nghiệm, mua thêm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, huy động lực lượng lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm số lượng lớn công nhân và gửi về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngành công thương cần tăng cường kiểm tra các đơn vị sản xuất khẩu trang, nếu có vi phạm cần xử lý nghiêm khắc vì chất lượng khẩu trang liên quan mật thiết đến sức khỏe người dân. Lực lượng công an trong lúc này các anh rất là quan trọng, thực hiện các trực chốt thì tất cả các trực chốt chỉ đạo thế nào để đề nghị các anh nghiêm túc thực hiện nghiêm cho các trực chốt ở tất cả các chốt trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là anh cũng tăng cường cái việc xử phạt hành chính đối với lại những đối tượng mà không đeo khẩu trang, tức là không thực hiện nghiêm cho việc chỉ đạo của ban chỉ đạo của từ trung ương đến tỉnh. Vì chúng ta phải khẳng định rằng cái khẩu trang ấy, như đồng chí phó tướng cũng nói rằng là cái biện pháp mà ngăn dịch rất là tốt. Nếu mà ta cùng đeo khẩu trang với nhau thì có thể là ngăn được cái 80-85%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc tự giác khai báo y tế, tố giác người trở về từ vùng dịch không khai báo, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập khai báo y tế. Vấn đề thứ hai là địa bàn giáp danh với huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đợt dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đã có một số trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2198. Hiện nay, thị xã Mỹ Hào đang triển khai các biện pháp cấp bách để phòng dịch. Hiện nay, thị xã Mỹ Hào đã có 21 trường hợp F1, F2 và từ vùng dịch đang được cách ly tập trung, hiện tại sức khỏe bình thường. Ngoài ra còn hàng trăm trường hợp cách ly tại nhà. Thị xã đã khẩn trương rà soát các trường hợp F1, F2 với bệnh nhân 2198, yêu cầu công ty Thiên Hà ở phường Bạch Sam, nơi có bệnh nhân làm việc, đóng cửa hoạt động sản xuất, đồng thời lập các chốt phòng dịch tại phường Bạch Sam và phường Minh Đức, xã Hòa Phong, Ngọc Lâm, giáp danh với huyện Cẩm Giàng. Đặc biệt, xã Hòa Phong là địa phương có nhiều người làm việc lao động tại huyện Cẩm Giàng. Thực hiện công điện 310 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tất cả những người làm việc tại huyện Cẩm Giàng về Hưng Yên trước ngày 15 tháng 1 phải khai báo y tế. Đến nay, xã đã có trên 500 người khai báo. Theo ước tính, toàn xã có trên 1.000 người làm việc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, ngay sau khi Hải Dương phong tỏa toàn tỉnh, xã Hòa Phong đã chủ động lên kế hoạch hạn chế những trường hợp từ địa bàn này sang tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã. Xã vẫn tiếp tục
tuyên truyền người có liên quan đến huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương tiếp tục đến khai báo y tế, khuyến cáo người dân là không đi sang bên coi như là Hải Dương. Khi phát hiện ra coi như là người Hải Dương và đặc biệt là bên huyện Cẩm Giàng đến lưu trú rồi tạm trú thì phải coi như là khai báo. Vấn đề đáng lưu ý là sau Tết nhiều người sang làm việc tại tỉnh Hải Dương và ngược lại. Do đó, thị xã đã yêu cầu các địa phương tổng hợp số liệu danh sách các trường hợp này để chủ động các biện pháp phòng chống. Cùng với đó, giao cho các địa phương chủ động làm việc với các doanh nghiệp để nắm bắt các trường hợp công nhân ở vùng dịch, đồng thời yêu cầu người lao động từ tỉnh ngoài và ở vùng dịch muốn trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong cái thời gian này, một số công ty doanh nghiệp sẽ đi vào sản xuất. Như vậy thì một cái lượng lớn cán bộ công nhân ở các địa phương tới địa phương lưu trú và sản xuất. Từ trước đó thì chúng tôi xuống làm việc trực tiếp với các công ty, yêu cầu công ty thực hiện tốt các cái bước phòng dịch theo chỉ đạo của các cấp. Thị xã Mỹ Hào nằm giáp danh với huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nơi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, những ngày này, thị xã đang nỗ lực các biện pháp để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan sang địa bàn. Cũng là địa phương giáp danh với tỉnh Hải Dương, nơi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Phù Cừ đã tăng cường, ra soát và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về địa phương. Tính đến 10 giờ sáng ngày 16 tháng 2, toàn huyện Phù Cừ đã rà soát được 210 người từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về địa phương, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 100% các đối tượng. Bên cạnh đó, tuyên truyền trong nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người. Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Cừ đang giám sát cách ly 257 người, trong đó có một trường hợp là F1 liên quan đến ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đang cách ly tại trung tâm y tế huyện, đã có kết quả 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. 256 người được giám sát cách ly tại nhà. Hiện tại, sức khỏe của tất cả các trường hợp đang giám sát cách ly đều bình thường. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay sáng nay, mùng 5 Tết, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện đóng cửa, dừng đón khách đến tham quan, chiêm bái tại các di tích. Ghi nhận trong ngày mùng 5 Tết, tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Ban Quản lý di tích đã dán thông báo dừng đón khách để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời từ chối nhận đặt lịch của các đoàn tham quan. Chùa Phúc Lâm, Đền Ủng tại xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi cũng đã đóng cửa, dừng đón du khách. Tiểu ban an ninh và tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 của đền đã dừng hoạt động để tăng cường cho công tác rà soát người từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về địa phương. Mặc dù chưa đóng cửa, chưa có chỉ thị nhưng mà các cái hoạt động mà du khách đến thắp hương hoặc các cái hàng quán là chúng tôi đã cho dừng. Tại một số di tích của tỉnh như chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm và một số di tích đền chùa khác ở huyện Ân Thi, Kim Động cũng đã đóng cửa và cấm tập trung đông người. Trước đó, từ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2021, tức mùng 4 Tết, thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo các di tích đóng cửa, dừng tiếp đón du khách và nhân dân đến tham quan. Theo đó, ban quản lý các di tích đóng cửa không tiếp đón du khách. Bên cạnh đó, ban quản lý cũng tuyên truyền giải thích cho nhân dân, du khách hiểu và chấp hành. Thành phố Hưng Yên vừa tiến hành xử phạt 8 trường hợp vi phạm theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực y tế và chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã lập biên bản xử phạt quán karaoke Ryan VIP trên địa bàn xã Phương Triệu và 7 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng một trường hợp tại các xã Hồng Nam, phường An Tảo, phường Lê Lợi. Trước đó, huyện Yên Mỹ cũng đã tiến hành xử phạt trên 10 trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như bán hàng không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Thưa quý vị và các bạn, dù không khí Tết đến xuân về vẫn còn rộn rã ở nhiều làng quê, nhưng tranh thủ thời tiết nắng ấm,
bà con các địa phương đã xuống đồng làm đất gieo cấy lúa xuân, mang theo sự phấn khởi, hân hoan và mong ước một năm mới mùa màng bội thu. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy gần 30.000 hectare lúa. Để đảm bảo tiến độ gieo cấy theo đúng khung thời vụ, các địa phương đã chủ động khâu điều tiết nước để bà con thuận lợi làm đất gieo mạ cấy lúa. Với tinh thần vui Tết nhưng không quên đồng ruộng, đến nay, nông dân toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy trên 1.500 hectare lúa xuân với các giống lúa chất lượng cao như Hà Phát 3, Sơn Lâm, Đài Thơm 8, TBR220, Nếp Thơm Hương Yên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nông dân xuống đồng đều chuẩn bị các vật dụng cần thiết như khẩu trang, găng tay, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sự tích cực chủ động bắt tay vào sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới của bà con nông dân đã góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu sản xuất nông nghiệp tại các địa phương hướng tới vụ mùa thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, đối với người nông dân, trâu là động vật không thể thiếu trong việc làm ruộng cày bừa. Tuy vậy, nhiều năm trở lại đây, hình tượng con trâu cái cày đang lùi xa mà thay đó bằng các máy móc để tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Thực hiện dự án đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, đến nay cơ giới hóa trong trồng trọt ở khâu làm đất phục vụ canh tác lúa, màu, tỷ lệ cơ giới hóa đạt trên 90%. Trong đó, tỷ lệ cơ giới hóa cây lúa đạt gần 100%, cây rau đậu đạt 89%. Khâu gieo trồng chủ yếu được thực hiện trong trồng lúa. Toàn tỉnh hiện nay có 64 máy cấy và khoảng 800 công cụ xạ hàng, tỷ lệ cơ giới hóa đạt 12,5% diện tích gieo cấy. Tất cả diện tích tôi triển khai là khoảng tầm 5-60 hecta. Còn nếu mà cấy bằng tay thì cái chi phí nó rất là lớn, nó rất là cao và cả không thuê được nữa luôn. Rồi cái bảo vệ thực vật đến thì bây giờ gần như là không thuê được. Nông dân đi phun cho mà bắt buộc là chúng tôi phải đưa cái thiết bị máy bay không người lái vào để chúng tôi áp dụng. Trong khâu thu hoạch lúa, cơ giới hóa trong thu hoạch lúa đạt 95,6%. Việc sử dụng phổ biến các loại máy gặt đập liên hợp giúp công tác thu hoạch lúa đảm bảo tính thời vụ khẩn trương, tăng năng suất, chất lượng và giảm đáng kể tổn thất, hao hụt. Trong chăn nuôi gia súc gia cầm, các hộ nuôi đã đầu tư máy thái cỏ, băm tôm, khâu nghiền, trộn thức ăn, cơ giới hóa từng phần trong hệ thống chăn nuôi. Một số ít đã sử dụng hệ thống khép kín từ cung cấp nước, thức ăn tự động, tạo tiểu khí hậu. Khi mà số lượng lợn nó lớn lên nhiều thì tôi sẽ dựng một máy như này thì phục vụ tầm 10.000 lợn thì nó giảm giá thành xuống. Nhưng khi mà con lợn nó giá một thời gian mà nó xuống đến 30.000 thì chúng tôi không đáng ngại lắm bởi vì là thức ăn mình nó tự quyết được. Bên cạnh đó, các trang trại hợp tác xã đã đầu tư trang thiết bị cơ giới, dây chuyền giết mổ gia súc, xử lý môi trường, vệ sinh chuồng trại để điều tiết nước, máy khuấy tạo oxy, máy hút bùn, cải tạo đáy ao, máy phối trộn thức ăn chăn nuôi thủy sản. Để có được kết quả trên trong giai đoạn qua, thực hiện quyết định số 2086 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có 126 hộ được hỗ trợ mua 126 máy cơ giới hóa với kinh phí hỗ trợ trên 8 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương hỗ trợ qua lãi suất trên 14 tỷ đồng. Trong thời gian tới, thì Chi cục Phát triển nông thôn tích cực chủ động hướng dẫn hỗ trợ các hộ nông dân chủ động hợp tác liên kết hình thành nên các hợp tác xã tổ hợp tác để thực hiện việc tích tụ ruộng đất để hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn có áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến thế rồi lưu thông sản phẩm ra thị trường. Cơ giới hóa nông nghiệp đã giải quyết được khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ khẩn trương, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản thủy sản. Bước đầu hình thành các vùng chuyên canh tập trung hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được xây dựng. Hiện, tỉnh cũng đang từng bước phát triển nông nghiệp theo mô hình cánh đồng mẫu lớn công nghệ cao. Vì vậy, việc áp dụng và phát triển cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là điều rất cần thiết nhằm phát huy công suất hoạt động, tăng năng suất lao động và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về cũng là dịp để mỗi gia đình quây quần sum họp bên nhau sau một năm lao động vất vả. Dù họ làm gì, ở đâu đi chăng nữa. Thế nhưng, với những người lao động ở nước ngoài, thì vị trí địa lý, điều kiện kinh tế và cả dịch bệnh đã khiến cho việc về nhà ăn Tết của họ không thể thực hiện được. Phản ánh tại xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, địa phương có hơn 300 người lao động ở nước ngoài. Gia đình ông Vương có 6 thành viên, nhưng đã nhiều năm nay, Tết của cả nhà đều vắng 3 thành viên là con trai lớn, con dâu và cháu nội đang sinh sống tại Nhật Bản. Câu chuyện cuối năm về Tết Việt Nam, về chiếc bánh chưng, khoanh giò
đưa ông bà gói ghém lại, kể cho cháu nội và các con thông qua chiếc điện thoại smartphone. Những cuộc gọi kéo dài, tiếng cười nói vui vẻ của trẻ thơ như vơi bớt sự mong ngóng cũng như nỗi nhớ quê hương của các con ông đang học tập và lao động nơi xa khi Tết đến xuân về. Đây này, ông bà hôm nay gói rất nhiều bánh chưng rồi, mỗi tội vắng gia đình nhà xin ông bà nhớ lắm. Sang năm hết dịch về ăn Tết ông bà. Hết dịch về ăn Tết ông bà nhé. Để đón Tết mà cổ truyền đấy thì gia đình cũng gói bánh chưng này rồi thì chuẩn bị đào quất, tức là để cho các con điện thoại nói chuyện có phần nào là cũng bớt lên được cái nỗi nhớ xa nhà. Thêm một năm nữa, các thành viên trong gia đình chị Hoàng Thị Hòa phải đón Tết xa nhau. Chồng chị làm việc tại Cộng hòa Séc, con trai lớn hiện du học tại Nhật Bản. Thời gian cả nhà sum họp duy nhất là buổi tối khi giờ học, giờ làm của chồng và con trai kết thúc. Cùng nhau nâng ly, cùng nhau gửi những lời chúc mừng trước thềm năm mới ở ba đất nước khác nhau. Nhưng tình cảm gia đình, sự hy vọng vào mùa xuân mới vẫn luôn hiện hữu nơi gia đình chị. Em cũng nhớ bố với anh nhưng mà về công việc với cả do dịch nữa nên là không về được. Nên là nhà em ăn Tết online qua điện thoại. Trong cuộc sống thì ai cũng muốn là Tết sum vầy đầy đủ, có vợ chồng con cái. Thế nhưng vì cuộc sống cho nên là vợ chồng nhà tôi đã xa nhau 13 năm. Nhưng công nghệ 4.0 không những đến với tôi và đến với toàn xã hội. Cho nên là mẹ con tôi ở nhà vẫn có không khí đón xuân vui vẻ như mọi gia đình khác. Hiện nay xã Minh Tân có trên 300 người sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Cùng với việc phát triển kinh tế, mỗi gia đình là sự thay đổi của diện mạo nông thôn với những ngôi nhà cao tầng, các công trình đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng với sự đóng góp của con em lao động xa quê. Cái sự đóng góp của con em quê hương trong những năm gần đây thì rất lớn. Cái số tiền mà con em quê hương lao động công tác học tập ở các nơi mà ở nước ngoài ấy, gửi về nó ước tính nó khoảng trên dưới 70 tỷ một năm. Không khí Tết đến xuân về đã tràn ngập các phố phường làng quê. Ở đó có những gia đình tuy không có đầy đủ thành viên quê quần sum họp, nhưng xen lẫn đó là niềm vui của cuộc sống đủ đầy, ấm no và một tương lai tươi sáng khi quê hương ngày càng chuyển mình phát triển. Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2, tức từ ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết Tân Sửu, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 1 người. Trong đó, một vụ tai nạn xảy ra vào 12 giờ 50 phút ngày mùng 2 Tết giữa xe ô tô do anh Nguyễn Văn Học ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển va chạm với xe mô tô do anh Nguyễn Thanh Hải ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ điều khiển, hậu quả làm anh Hải tử vong tại chỗ. Tiếp đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại đường DH81 thuộc địa phận thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cử, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô do anh Lê Ngọc Đương, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, va vào xe đạp do bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1952, ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Hậu quả, anh Đương và bà Thanh bị thương, phải đi cấp cứu, nhưng sau đó anh Đương tử vong. Theo nhận định của cơ quan chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông năm nay giảm, một phần do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế đi chơi xuân và chúc Tết. Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều mùng 1 Tết tại khu nhà xưởng sản xuất vàng mã của một gia đình ở chợ Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, xảy ra cháy gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Rất may vụ hỏa hoạn, không có thiệt hại về người. Để kịp thời động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống, huyện Yên Mỹ đến thăm hỏi hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng. Xã Liêu Xá hỗ trợ 1 tạ gạo, 2 bộ chăn ga gối đệm. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.